Đây nó đẻ đây này. Được mấy con đấy? Ôi trời ơi. Thôi mình cho nó về đi con ạ. Mẹ. Đây. Nhiều quá. Đây. Cô đây. Đấy. Thích à? Con hồ mẹ dưới này. Ơ, cái con cụt đi đẻ đâu ấy nhỉ? Đừng nghe tiếng ấy. Không nghe thấy không? Con cụt đi đâu nhỉ? Ơ, em cũng nghe thấy như kìa. Đẻ đâu nhỉ? Nó đang đi đẻ thôi. Đây đây. Kìa đây, nó đẻ đây này. Đây đây. Nó đẻ trên này ấy. Mày đẻ đâu? Của mày đẻ đây á? Hả? Đây nó đẻ đây này. Được mấy con đấy? Được 4 con. Ôi, yêu thế. Ôi, yêu thế. Để đây nhờ. Đấy. Thương thật đấy nhờ. Này. Ôi trời ơi. Cụt đuôi. Anh ơi, yêu thế. Mẹ con mình mang nó về đi. Mang nó về thôi. Mẹ. Con này. Thương quá. Thôi mình cho nó về đi con ạ. Mẹ nó ngủ trên tay con. Cầm nhẹ nhẹ thôi nhá. Nó còn bé lắm. Đây này. Thôi mình cho nó về đi. Thích thật đấy. Mình cho nó về đi. Nè vào gùi cho mẹ. Con nào cũng cụt đuôi. Nè cho vào gùi. Cho vào gùi đi. Đây 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 cho mẹ. Đây cho vào gùi mang về nhá. Về rồi. Yêu quá. Nào. Ôi trời ơi. Ôi đi về nhá. Đây. Đi về đi. Đi. Đi về, đi. Anh xuống chân, con anh đỡ. Cụt ơi, đi về đi. Thái xuống cẩn thận nhé. Ôi. Thái, bố bé Thái chết. Ôi. Thấy không? Đây, đi. Đi, đi về, đi. Đi. Đi về này. Đi. Đấy, lấy cái chăn này. Con tránh, chăn. Mẹ đệm cho nó ngủ. Cho một tí cao cung ngủ cùng đó. Ở đây nha. Đây, đây. Cụt đây. Cụt. Con đây này. Cụt đây. Con đây này. Đây. Này. Chính chính cho nó vào. Đấy. Con tránh, con đứng dậy. Nó vô trường. Nhiều quá. Đây. Cụt đây. Cụt đâu? Cụt đâu? Về đây. Dạ, yeah, đi vào đây. Vào đây. Ấy, giống một con nó. Đấy. Nằm xuống. Đấy. Nằm đây nhá. Đây. Ăn ti đi. Ăn ti đi. Đây. Đây. Ôi, chắc con mẹ nó đói, nấu gì cho nó ăn. Đấy, đúng rồi, ăn đi. Thường.
con kia đâu rồi? Con này không biết ăn. Kia của nó, ổ xuống rồi. Yêu, yêu, yêu. Con này nó buồn ngủ. Nó ăn no nó buồn ngủ. Đây, con này không biết ăn. Nó buồn ngủ. Thích nhỉ? Anh ở nhà đun lửa nhé. Tay con này bị bẹp rồi. Đun lửa nhé. Ừ. Em đi lấy nước về. Đi lấy nước à? Đi lấy nước đâu. Đến rồi. Ngồi em đi. Úi. Quả trứng đi nấu cho con cụt nó ăn. Cái đấy là cái nó không? Gì ấy? Rút. Hả? Rút.
Để trả cho con chuột. Cái gì con ngon con chuột. Sao về đây nhỉ? Cháo cho cụt ăn. Ăn cơm nhá. Đi ăn cơm nhá. Siêu. Một ăn cơm. Đấy. Ăn đi. Thank you.
Do nhiều ổ. Biết làm kiếm ấy. Không mà biết chỗ. Ờ, hít đang viết khôn này. Chỗ. Cho mẹ vào. Vâng. Không cho mẹ con đây. Mẹ đây giữ cây cho mẹ này. Con hồ mẹ giữ này. Giữ nhá. Về đi Khải ơi.
con tung lon á. Anh ơi, con chó vào đây rồi đấy. Hết tiền vào trong này á? Ôi giời ơi, yêu thế. Ôi giời ơi, sao mày lại vào đây hả? Sửa chỗ cho nó ở với. Giời quá. Ôi giời ơi, mẹ đây rồi. Mẹ ăn tí á. Mẹ nó chỉ vào đây rồi. Thôi này, kệ đựng đừng đồng vào nó. Kệ nó cho nó. Ôi trời ơi. Em nhớ ở đây nhé. Sao cái của nó xinh xinh vậy? Chưa chối cho nó ở cẩn thận. Hạ xuống đi Hạnh.